Vào sáng ngày hôm nay, một vụ nổ bình ga máy điều hòa nhiệt độ hay còn gọi là máy lạnh đã xảy ra tại một cửa hàng điện lạnh trên đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng. Vụ nổ đã khiến anh Nguyễn Đức Thành, 19 tuổi, quê ở Đô Lương, Nghệ An bị văng đi khá xa và tử vong ngay tại chỗ. Hai người bị thương nặng đều là nhân viên của cửa hàng và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi vụ nổ bình ga xảy ra, cơ quan điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra. Tại hiện trường vào sáng nay có nhiều mảnh vỡ của bình ga văng xa khoảng 30 mét. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khi nhân viên đang sang chiết ga cho các máy lạnh. Nhiều khả năng nhân viên của cửa hàng đã sơ suất khi chiết nạp khí ga vào bình ga.